Alo. Chị trời, ông này đâu quay vòng vòng tôi coi. Ủa kìa, sao tôi không thấy ông? Tôi ngồi xếp bên giường chuối luôn, sao không thấy ông? Đây nè, tôi đây nè. Hello, xin chào tất cả các bạn, chiều anh gọi xin đừng nói các bạn. Thì mình mới suy nghĩ được một cái màn chon để mà chon ông Sàm với ông Tè các bạn. Từ trưa giờ là mấy anh em mình nằm ở trong trại các bạn, để mà kiếm cái gì làm các bạn. Nên là mình mới suy nghĩ được cái màn chon để mà chon ông Sàm với ông Tè cho ổng vận động xíu các bạn. Để hai ổng, mấy ổng nằm hoài với một xương sống chứ. Hôm nay mình sẽ cấu kết với ông Lùng để mà chon ông Sàm với ông Tè các bạn. Các bạn muốn biết cái gì thế nào các bạn nhớ đón xem nha các bạn. Bây giờ mình mới nói với mấy ổng là mình đi công chuyện xíu các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái ao cá, mình sẽ đặt hai cái góc máy quay nha các bạn. Một hồi mình sẽ xin anh dung lùng để mà cho mấy ổng nha. Bây giờ mình đặt hai góc máy quay xong mình chạy về mình ngủ mấy ổng trên này của mình nha các bạn. Các bạn muốn biết cái màn cho này như thế nào, các bạn nhớ like cho anh em mình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chạy đi lắng đặt hai cái máy quay trước các bạn. Ok bạn, bây giờ mình đặt xong máy quay nha bạn. Đó, mình cũng đã đặt khoảng một cái máy quay luôn rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ về chạy mình ngủ mấy ổng trên này của mình nha các bạn. Đi vậy các bạn. A few moments later. Mình với quay phim cũng đã giấu. Nói chung là mình với ông Lùng là chạy đây trước các bạn. Hai ổng là lấy cái xe gùa đẩy xe kia rồi, mình với ông Lùng tranh thủ chạy đây trước các bạn. Đó. Bây giờ mình đã với ông Lùng đã giấu gửi cái xe ngoài đầu kia rồi. Bây giờ mình với ông Lùng chui nấp đi. Chui nấp một hồi. Ổng chạy ngang lệ liền bây giờ đó. Ok, đi. Đi ra xuống đây nào. Xuống đây luôn. Xuống đây luôn. Nấp cái đây đi. Đúng. Đúng. Ai không mà biết mới sợ. Đúng. 2000 years later. Này, ông đang vô trong nghe tiếng xe, không biết phải của ông không hả? Nấp xuống đôi luôn. Đốt cho sàn thôi, không tới đằng kia rồi, đúng không? Đằng đằng kia rồi. Bây giờ đứng đây đợi chừng nào mà họ không gọi mình, hỏi mình đang ở đâu á, ok không? Họ hỏi mình đang ở đâu, mình đang ở trong kia, tại vì tôi đặt máy quay trong kia rồi, dù không trống nữa. Anh thổi. Đậu chân thì ăn sao mày cảm nhận tí đặt đậu không hai tay thì mỏi nhẹ. Thì bốn thằng ông cầm nổi với tôi cầm sao nổi này. Tao khỏe hay bà luôn. Mày khỏe chạy trước đâu tiêu. Giờ đồng dưới trời. Nuốt luôn. Rồi sao? Đâu? Dạ tới đây đậu không nói chứ không kéo cái xe gùa nó đang mùi hôi nó ra nhẹ hả? Đem cái lẹ ra xong rồi tôi quải chạy đậu nhẹ lắm rồi chứ. Mà cố chạy trước nãy giờ mũi chạy đâu chạy. Rồi sao trời. Ủa em cố chạy trước mũi chạy đâu tiêu chạy. Rồi tôi ăn chơi luôn hả vậy? Hả? Em chơi ở đâu? Ai biết chạy? Đâu, ông tôi với ông kêu chở bè ra giờ nói gì chạy? Chạy trước mình mà. Yếu hèn á, hàng bún đi mua gì nữa rồi, trời. Hả, à, mua hình phạt hả, mua cái gì? Mua gì đâu. Mệt nghe, hỏi hai tay cho mẹ. Tôi mà cầm nổi tôi cầm cho khỏe chứ đâu. Ủa đâu, có mẹ cái gì quá trời rung luôn. Chứ trời gùa nó có một bánh đâu mà. Rồi mà thím, cầm ngược vậy nè. Còn cái mẹ nó nặng cái nó mua chạy cái sàn nè. Đậu không kịp hai tay lại mỗi nè. Lấy nào mà bây giờ mà lấy xe mày dẫn xe mày tới đây. Đi càng giống nhẹ cái là chiếc trời gùa nó nặng đi. Rồi lắm. Nè, nhìn nó giống nhẹ lật nè. Đó. Không chơi á, đụng cái trời. Mình chỉ cần lắc nhẹ là lật bởi nó có bánh mà nó khó chịu luôn. Đậu xanh này nó chạy một buổi trời ở đây luôn, đâu teo đi mua quần què nữa. Nói mẹ đâu. Trở về đây chơi tiêu trời. Nó ngủ ra đây chơi, đụng bọng, lấy cái bè kéo nó chạy ù đi.
Đứa chạy ra đây trước. Đi còn cái bài gì em tiêu rồi. Đứa chạy ra đây trước không ấy. Hồi như tắm cái đường này rồi. Mấy em đúng hồi nhiều lắm rồi đó. Nghỉ ở đây. Chứ để hoài. Giữ thì chưa. Chắc nào tôi cho ông chạy tôi kéo quá. Rẽ. Đi qua nhẹ lắm. Mỗi lần kéo xe ở đây là quái. Phòng cái đường xe cộ người ta chạy tới lưu đông người gặp kéo xe vừa. Nói chung không? Nói chung. Ông tôi nói gì? Ha. Alo. Chị. Ủa ông đâu? Tôi đứng đó vậy có thấy ông đâu? Mà ông đứng ở đâu? Trời ơi trời, đã ngày nãy người ta nói ở trong cái đầu trong này nè chứ phải đầu ngoài đâu. Cái đầu mương trong nè chứ đâu quay mình đầu mương ngoài đâu, quay đầu mương ngoài quay chán lắm. Trời ơi, vô mương trong nè. Tôi ở trong ngay cái vườn chuối nè, đầu mương trong á, tôi đây tôi lùng đang ngồi trong vườn chuối nè. Ha, tôi trồng hả? Vườn chuối hả? Anh thằng á là trời sao chơi vào đây không cơ. Ké luôn quá. Sao chơi vào đây đậu tránh mình lâu nó trong cái bu luôn á. Đường cầu gầy này hồi dẫn đi xe đông quá. Thằng đó là trời đậu phỏng mày nghĩ sao lôi cái bè mà từ đằng nhà nó tới đây là muốn ké mà lôi tới đồng cháu chạy. Tôi nghi chắc hả trời đầu vô luôn quá chạy chẳng hồi cái văn luôn. Thằng ơi đậu phỏng mày nghĩ sao cái bờ đây mà lôi tới cháu chắc ké luôn quá. Đừng lái chạy còn đường mày cho chạy đường dặn. Đừng chơi vào đây đi mày ơi. Lâu chỗ luôn mày không? Đẹp ghê trời đậu phỏng thì nhìn đậu đây không có người nào chứ thèm. Thì hai ta đứng đây nãy giờ hai bạn thấy luôn hả? Lá gì thì chơi, gì núp trong kia chạy. Trời yếu hèn, ủ hộng hộ cái nhẹ. Ờ, hóa ra nó luôn. Giờ đi chổng nè. Ừ, hai lá chổng á. Ừ. Ừ. Ê, có đồng chí gì vậy? Chị dài lá, chị dài lá. Tụi nó lấy xe chạy dài lá. Đi. Cái đầu chứ trời. Vậy đi chổng. Yếu hèn chứ. Ủ hộng trong kia chứ, chạy quen chứ. Vậy gì nhàm chán chịu đậu hộng cho bà nhà ông chứ. A few moments later. Anh em mình chạy thần tốc gì tới chạy luôn mày. Chạy gì để đua cái thời gian luôn. Mấy ổng đang kéo xe vào trỏng cái gì đó, gần tới không biết tới chi nữa. Kéo tay kéo bò ve giống khùng cái bà đậu. Anh em mình đi thần tốc luôn mày, hồi ổng gọi lại ổng chắc bất ngờ lắm. Đợi ổng lại cho bạn, đợi để cuộc gọi tổng nha mày. Ổng nóng không rẻ tiền nữa thôi. Đợi cuộc gọi tổng đi.
Nãy là có cái xe nhỏ nhỏ vậy nè, tao để vô. Mình đóng mà. Rồi. Hai bố đâu, hai bố. Hai bố quẹ đâu rồi. Quái mà kia kêu vô đây vậy đâu tiêu nữa trời. Gì mà mở áo quậy cha. Hàng mất qua đậu xanh nó đâu có tiêu nữa trời. Chắc nó giống của chuối vậy đó rồi. Chuối nào? Má nó đâu rồi, của chuối ở đây mà. Thấy ai đâu trời. Nó đâu? Trong đây tôi kiếm vẫn có được dạ chứ chứ trời ơi đâu chạy đậu không đâu cái bè là chết mẹ luôn. Tôi cái bè đâu phải chuyện dễ đâu. Tôi nói ông là chuối nha. Nó mỗi lần chơi trò chơi cái bè kéo vô tới đây mệt nhẹ lắm chứ. Quăng tới con lui à. Ông thì ông đậu cưới dạ. Thôi đậu trong, đậu trong, đậu không không thấy ai chứ gái nha. Bây giờ bè lắm. Điện nhắn chị nữa. Điện nó cái ai. Ấy này trời. Sao nãy nó ngoài kia vậy, nó trong đây vậy, nó mất tiêu nữa rồi. Bộ chuối nào bên kia, bộ chuối nữa kìa. Ai bộ que. Tôi qua tôi coi đây. Gì trời quá, dữ vậy. Ai bộ que ơi. Không gọi, không gọi. Nghe đi, mình nghe đi. Alo. Alo. Mày mày đâu, hai bố. Ông đang đâu? Ông xanh mẹ, ông này cuối ao, bộ chuối đâu trời. Cuối ao hay bộ mà là đâu, thấy nào đâu. Ông đang đâu? Alo. Ông xanh mày tở mày, cuối cái ao, mày bộ chuối chứ đâu. Đâu đâu, bây giờ ông không gọi video lên, tôi không thấy ông đâu, tôi trong đây, tôi không thấy ông à, gọi video lên. Ủa gì vậy? Ông tắt máy, ông gọi video lên, coi tôi không, tôi coi ông đang đâu rồi. Tắt máy, gọi video lên. Cái đậu xanh mà ta đang ở cuối ao cái bùi chuối này chứ gọi video gì nữa trời. Tôi đang ở đâu đây nè, sao mình không thấy ông gọi video coi. Anh biết đâu ông chủ tôi sao. Má mẹ bùi trời. Ông tắt máy gọi video coi. Gọi video gì nữa trời. Kêu gọi video hả? Gọi video làm gì? Nó kêu gọi video thôi coi. Nó nói hàng mình không có đâu ở đây. Đậu xanh nó chết không có đâu ở đây. Đậu từ đường nhỏ nó khó vô đây đường. Đường đá xanh. Bùi chuối kẹo đậu xanh nó cuối ao đây. Gọi video. Alo. Cậu xanh mày gì tới tôi vậy? Cậu xanh mày gì tới tôi vậy? Cậu xanh mày gì tới tôi vậy? Gì trời, ông đang đâu quay vòng vòng tôi coi. Cái gì túi hàng? Cậu phòng này nè, cuối ao. Ủa, kìa sao tôi không thấy ông? Tôi ngồi xếp bên đường chuối luôn sao không thấy ông? Quay lại đâu? Đây nè, tôi đây nè. Ủa? Gì vậy? Mệt nhẹ lắm trời, quá cái gì nữa trời, ủ bụng. Ê ông Sầm. Tôi với ông Lùng gánh gõ xin ông nổi. Mình khỉa mang cho nó cho nó không cho ông đẩy xe máy chơi ông Lùng ông Sầm. Ông có sức khỏe đó. Ê. Bây giờ ông tự ông đẩy xe gì đi nha ông Sầm. Ê. Bây giờ ông đẩy xe đi, tôi với ông Lùng mở cổng đi về ông ơi, chứ tôi ở đây không ở đây đâu. Cảm phiền ông te kéo về đi nha. Hai ông thông cảm kéo về đi nha, tôi với ông Lùng nằm giỏng đây xíu rồi chạy về luôn nha ông Sào ơi. Bao nhiêu trong gai. Bên chung gai. Chạy. Thôi.
Tôi tắt máy, tôi đi về liền bây giờ nè. Thôi à, bye bye à. Cảm phiền hai ông kéo xe rồi nha. Bye bye. Đi đi. Đi về. Đi về ổng ra đây ổng hồn dẻo quá. Tập tụi ông chờ đó. Đi về bye bye. Bây giờ mình giúp Lục Chi về luôn. Tụi ông ở đầu cảnh kéo về đó. Đi hết cuốc hay mệt mỏi rồi. Bỏ cái gì bỏ cái gì đẹp cái vậy. Mệt cái bụi mẹ. Bây giờ mày dục với cái đầu luôn chứ. Nghĩ sao mà canh từ nhà mà kéo xe lắc hai cái tay nó mỏi. Giờ muốn sụi bại hai cái tay luôn. Giờ phải lâu gì cái tôi chịu ông cái xe này mới nốt nè. Thêm ông nữa tôi lắc cái tay chịu không nổi luôn á. Mỗi ngày chơi hoài luôn quái chữ. Cái tôi mệt bốn cái đầu mưa xong được cuối mùi giờ hậu quả vậy đó. Mà tôi đi với ông bị xui nhiều nơi bị chơi hoài. Hoài đủ xanh bây giờ nó nằm giống nó đưa tọc tẹt. Trời ơi đủ không tao mà lôi xe tao mà giống như hang gối vậy. Hai nó giọt về liền bây giờ kìa. Đâu không tụi ông lôi xe về nữa là bắt nó không được nè. Mệt mỏi quá tao mệt mỏi quá mệt mỏi. Giờ kéo về nó hả trời. Quá vậy này mà lôi nó nặng cái té luôn quá. Đỡ cũng nổi mà tôi kéo cũng nổi nữa ông tự quay về ông đi. Trời quá trời mệt luôn trời. Cái trời là tao còn chứ tôi kéo gì luôn. Nghĩ sao tao kèm chiếc xe mà từ đằng nhà tới đầu ao. Rồi từ đầu ao kèm đi tới đây. Rồi đậu khổng giờ này còn lâu từ đây gì tới nhà nữa. Mà cái chiếc không kèm xài kèm không kèm nổi nữa nha. Tôi chạy xe đó. Mượn cái vỏ bà cô rồi. Nó lên nó đậu trời đậu không xe này ngoại nãy giờ nó cười hoài trời hai quẹ chơi ăn đó chứ thì cái hàng quần này đậu phòng nó tới vậy đậu phòng cái mới vô nhép luôn rồi đậu nó đây mệt nghe lắm quậy xe gì nói tao mệt cái nước tao nước rồi đậu không giờ thì về liền sức chịu nói không không vậy mày cái nước tao mệt chịu nổi rồi đậu đậu nó hoài luôn rồi đậu ngoài luôn rồi đậu kìa. Mày quá ông nội ơi, cái nước chết mẹ luôn. Không đâu, té rồi, ông đi đầu gán chịu nha, không có đầu gì đó. Ổn nghỉ gì nữa, tao mệt quá, tao hết mỏi nữa, mệt, xong rồi. Ôi, chuyện của ông đâu vậy, ông nhanh hoài luôn, trời lớn cái đầu bị hai thằng mắc ma chơi hoài luôn trời. Mà giờ kéo về nữa hả, trời đậu không tức nhẹ, nghĩ lại tới, giờ kéo mày ra sao ngồi tao chạy, đậu không đúng không nội. Trời ơi, yếu hèn nữa, đậu không, tao mỗi tay đánh bộ. Ok bạn, bây giờ mình muốn lén mình gần ông về, mình chạy ra đây mình lấy quay với bạn. Ông lùn thì ông chạy về nhà. Bây giờ mình lên lấy quay với được bạn. Để quên, hồi nãy định về luôn mà quên còn cái máy quay này nữa để nó mất tính cái bà. Bây giờ mình đi về luôn các bạn. Các bạn thấy mình cho này hay, các bạn nhớ like cho em mình nha bạn. Nhớ like nha. Bây giờ mình sẽ chạy đi về luôn các bạn. Có hai ổng vậy chắc gì nó tới chạy rồi. Đi về các bạn.